Hoàng tử Ken đưa tiên cá Barbie đến bờ biển. Thank you for saving my life. Tiên cá tặng hoàng tử chiếc vòng phép thuật, biến hoàng tử thành người cá, rồi hai người cùng nhau trở về biển. Okay. Ken và Barbie vui vẻ bơi lội dưới đáy biển, băng qua những rạn san hô đầy màu sắc và chơi đùa cùng những người bạn sinh vật biển đáng yêu. Barbie chuẩn bị cho Ken một bữa sáng thật ngon và hấp dẫn. Ôi không, phù thủy Ursula đang lên kế hoạch bắt cóc hoàng tử Ken. Mụ biến ra một bàn tiệc thật ngon để đánh lạc hướng sự chú ý của tiên cá Barbie. Mụ thả vào thức ăn thuốc mê để tiên cá Barbie ăn xong là ngủ mê mệt. Phù thủy Ursula biến ra bông hoa trong biển rực rỡ để đánh lừa hoàng tử Ken. Ôi, hoàng tử đã trúng kế của mụ rồi. Mụ đưa hoàng tử về ngôi nhà trong hang đá của mụ. Tiên cá Barbie ơi, mau tỉnh dậy đi nào, hoàng tử Ken đang gặp nguy hiểm. Ursula muốn cưới hoàng tử nên mụ đã chuẩn bị sẵn hoa và một bộ váy cưới lộng lẫy. Thật may là tiên cá Barbie đã tới kịp lúc. Ursula sai lũ lương điện hung dữ tấn công Barbie, nhưng chỉ chưa đến một phút, lũ lương điện đã bị đánh bại. Ursula tỏ ra giận dữ, nhưng làm sao mụ có thể thắng được Barbie chỉ với những chiếc vòi bạch tuộc, phải không nào? Hoàng tử Ken đã được giải cứu rồi, thật tuyệt. Hoàng tử Ken đã cầu hôn tiên cá Barbie. Tiên cá Barbie cũng đã đồng ý. Xin chúc mừng. Trong đám cưới, tiên cá Barbie sẽ đội trên đầu một chiếc khăn voan mềm mại và thật duyên dáng. Váy cưới của tiên cá Barbie sẽ thật nổi bật với điểm nhấn là chiếc nơ to bản ở phần đuôi. Trông thật đẹp và kiêu sa đúng không các bạn? Màu hồng sẽ dành cho những chiếc nơ và phần eo váy, còn thân váy sẽ là những sắc xanh lá và hồng đang xen nhau để tạo nên một dải màu thật ấn tượng cho chiếc váy cưới của cô dâu Barbie các bạn nhé. Chút nhũ và hạt lấp lánh sẽ làm chiếc váy càng thêm nổi bật. Chiếc váy cưới đẹp nhất sẽ dành tặng cho cô dâu đáng yêu và dễ mến nhất, tiên cá Barbie.
Hoàng tử Ken cũng sẽ được thiết kế riêng một bộ vest thật lịch lãm với điểm nhấn là bông hoa cài áo rực rỡ và nổi bật. Màu xanh dương sáng cho chiếc nơ và áo ghi lê. Màu hồng cho bông hồng và xanh lá cho những chiếc lá. Cuối cùng sẽ phủ lên thân áo nhũ bạc và hạt lấp lánh nhé các bạn. Hoàng tử Ken đã sẵn sàng trở thành một chú rể đẹp trai nhất đại dương xanh thẳm rồi. Các bạn ơi, hãy cùng đến và chúc mừng hạnh phúc của Hoàng tử Ken và tiên cá Barbie nhé! Chào mừng các bạn đến với thung lũng PC với những nàng tiên xinh đẹp. Nữ hoàng vừa gửi thiệp mời tới lễ hội hoa mùa xuân cho chúng ta. Thật tuyệt! Nhanh nhanh chuẩn bị lên đường thôi nào! Iressa, Vons, Silver Beast, Tinkerbell. Ôi không, mấy áo đẹp của chúng ta đâu hết cả rồi. Các bạn đừng lo, Tinkerbell đã có cách. Hãy cùng Tinkerbell thiết kế riêng cho mỗi nàng tiên một bộ váy hoa thật lộng lẫy nhé. Tinkerbell sẽ chọn chiếc váy hoa hồng xanh với những đại hoa mềm mại ở thân váy và đi một đôi giày với phần dây được tết lại bằng lá cây. Mái tóc buộc cao gọn gàng cùng đôi cánh tiên rực rỡ sẽ khiến nàng tiên Tinkerbell của chúng ta càng thêm nổi bật. Các bạn có muốn được xinh đẹp như Tinkerbell không nè? Tinkerbell đặc biệt ưa thích màu xanh, nên chiếc váy và đôi giày của Tinkerbell sẽ được phủ một màu xanh thật bắt mắt nhé. Mái tóc vàng sẽ được cột cao bằng một chiếc dây xanh, cùng với một đôi cánh tiên xanh ấn tượng và nổi bật trong từng đường nét nhé các bạn. Thật dễ dàng để nhận ra Tinkerbell giữa đám đông phải không nào? Đính thêm nhũ và hạt lấp lánh, chiếc váy sẽ càng trở nên hoàn hảo. Wow, hoàn thành rồi. Tinkerbell ơi, chuẩn bị ướm thử thôi nào. Cài thêm hoa lên tóc cho nàng Tinkerbell nhé các bạn ơi. Một bộ váy hoàn hảo phải đi cùng một đôi cánh tiên hoàn hảo. Các cô gái sẽ ghen tị với Tinkerbell lắm đây. Chiếc váy tiếp theo là dành cho nàng tiên Silver Beast. Cúp ngực mềm mại và uyển chuyển. Silver Beast là nàng tiên có mái tóc suôn dài, bồng bềnh như nước, nên chỉ cần thêm một vài phụ kiện nhỏ như giày, cánh tiên là cô nàng sẽ thật nổi bật, phải không nào các bạn ơi? Bây giờ thì tô màu thôi, nhưng phải là màu của nước nhé, vì Silver Beast là nàng tiên nước mà. Hãy đính thêm nhũ và hạt lấp lánh cho chiếc váy thêm phần rực rỡ. Một chiếc váy xinh đẹp đang chờ đợi Silver Beast.
đến sẽ là nàng tiên ánh sáng Iresha. Iresha sẽ mặc chiếc váy hoa ly vàng rực rỡ, mái tóc vỏ sò và một đôi giày bệt cách nơ dịu dàng ở cổ chân. Chiếc váy của Iresha sẽ có màu vàng, đại diện cho những tia nắng ấm áp rọi chiếu xuống thung lũng BC mỗi ngày. Thêm chút nhũ, hạt đính đá lấp lánh nữa nhé là hoàn thành rồi. Iresha xinh đẹp ơi, đã đến lúc làm tóc, thay trang phục và chuẩn bị tới lễ hội rồi. Thật tuyệt! Rosetta cũng đã sẵn sàng để mặc chiếc váy mới. Wow! Một bộ váy hoa hồng đỏ xếp tầng mới đẹp làm sao? Rất hợp với Rosetta. Chúng ta phải nhanh tô màu thôi, Rosetta hồi hộp lắm rồi. Chỉ với ba sắc đỏ, cam, hồng và những lớp nhũ, hạt đính đá lấp lánh là Rosetta có thể tự tin tới dự lễ hội hoa mùa xuân cùng các bạn rồi. Hãy cùng chiêm ngưỡng dung nhan bội phần xinh đẹp của Rosetta nhé. Cuối cùng là chiếc váy dành cho nàng tiên Fawn. Trong nó sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, thì ra là một chiếc váy hoa xếp ly. Nhưng cũng đừng quên vẽ mái tóc, giày và cánh tiên cho Fawn nhé các bạn. Fawn sẽ phối màu đỏ, cam lên váy, cam xanh lá lên giày và một đôi cánh đa sắc. Làm sao? Với những chiếc váy xinh đẹp như thế này, Tinkerbell và các nàng tiên đã có thể tự tin đi dự lễ hội hoa mùa xuân của nữ hoàng rồi. Chơi thật vui nhé các nàng tiên ơi!